lương giáo viên vẫn tậu được 64 căn nhà, người đàn ông 54 tuổi bật mí lời khuyên hàng đầu để đầu tư bất động sản. Người thầy giáo này đã đạt đến độc lập tài chính nhờ danh mục đầu tư bất động sản của mình. Dominic Curtis mua căn nhà đầu tiên vào năm 1996 khi ông 28 tuổi. Đó là một ngôi nhà phố 2 phòng ngủ trị giá 53.000 USD ở Chicago. Đây là nơi ông lớn lên, học đại học và bắt đầu đi làm với công việc giáo viên. Ông nhớ lại khoản tiền nhà hàng tháng, bao gồm thế chấp, lên tới 335 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, giá thuê trong khu vực khi đó vào khoảng 750 USD. Đó là lúc Cất TZ bắt đầu nghĩ đến việc mua và cho thuê bất động sản để kiếm thêm tiền. Trong 25 năm qua, công việc tay trái đầu tư bất động sản đã phát triển thành công việc kinh doanh chính thức. Ông Cất TZ hiện sở hữu 64 ngôi nhà dành cho một hộ gia đình và độc lập về tài chính nhờ tiền cho thuê nhà hàng tháng. Ông nói, tôi không nghĩ mình có thể tiến xa đến thế này. Hiện ông vẫn đang dành toàn thời gian để dạy lịch sử ở trường trung học. Bí quyết thành công lớn nhất của Cottizet là nhờ vào người cố vấn, một nhà đầu tư bất động sản sống cùng khu phố. Chắc tôi đã moi hết những gì trong đầu của ông ấy. Tôi hỏi hết câu này đến câu khác và ông ấy trả lời rất nhiệt tình. Ông Cottizet kể người cố vấn đã khuyến khích ông mua căn nhà đầu tiên và hướng dẫn ông thực hiện quy trình từ đầu đến cuối. Một năm sau khi ông Cottizet mua căn nhà phố, người cố vấn của ông đã chỉ ra một thực tế là ông có thể lặp lại quy trình. Nhưng thay vì dọn vào ở, ông có thể cho thuê nó với giá cao hơn vài trăm USD sâu với khoản thanh toán thế chấp. Curtis Z đã mua bất động sản đầu tư đầu tiên của mình vào năm 1997. Đó là một ngôi nhà dành cho một gia đình trị giá 59.000 USD trong cùng khu phố mà ông đang sống. Ngay lập tức, ngôi nhà có người thuê và Curtis Z kiếm được khoảng 500 USD mỗi tháng. Một phần của việc có người đến thuê ngay lập tức là vì căn nhà đã đầy đủ tiện nghi. Cố vấn của ông Curtis nói rằng, đối với dự án đầu tiên, ông không nên tìm mua một ngôi nhà cần sửa sang quá nhiều, vì như thế sẽ khiến bản thân chán nản. Thay vào đó, ông có thể tìm mua một căn nhà đã được trang bị sẵn sàng. Điều quan trọng đối với Curtis là có một người cố vấn để ông có thể dễ dàng gọi điện hoặc gặp mặt trực tiếp, vì thời của ông internet và YouTube chưa phát triển. Ngày nay, có rất nhiều tài nguyên có thể khai thác trên mạng, bao gồm video, bài báo, podcast, nên việc tìm cố vấn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ông Cutty Z nhắn nhủ các nhà đầu tư hãy biết tận dụng điều đó, đồng thời nghiên cứu thật kỹ các video và podcast. Khi đã có cơ hội làm việc trực tiếp với một cố vấn, hãy cố gắng gắn kết với họ. Ông nói, bạn có thể mời họ đi ăn trưa, mua đồ ăn cho họ, bởi vì lời khuyên của họ có thể là vô giá. Nhưng các nhà đầu tư bất động sản cũng cần chú ý về trình độ của người cố vấn. Họ phải là những người có thành tích tốt và hiểu những gì họ nói. Hiện ông Cutty Z thường tổ chức hội thảo về kiến thức tài chính mỗi tháng một lần cho các học sinh trung học Ông muốn truyền nhiều kiến thức hơn và trở thành người cố vấn sau khi ngừng dạy học. Ông có kế hoạch nghỉ hưu vào năm 2025. Lúc đó, ông dự kiến sở hữu 100 bất động sản cho thuê. Sau đó, ông sẽ mở các buổi hội thảo tài chính miễn phí tại các trường học trên khắp Chicago. Theo bi